Pune. Thank you.
đối với cái burger này á các bạn, nếu như cho thang điểm á từ 1 cho đến 10 á, thì nếu mình compare với In-N-Out Burger thì In-N-Out Burger mình sẽ cho 7 điểm. Còn cái tiệm burger này thì mình sẽ cho 8 điểm. Nhưng mà cái chain burger ở bên Arizona thì mình sẽ cho 9 điểm. Thì với cái burger của mình á là 23 đồng. Thì mình thấy với cái giá cả này cũng ok. Nếu mà gọi là xuất sắc thì vẫn chưa đạt tới cái mức xuất sắc. Nhưng mà nếu như các bạn so sánh burger này và In-N-Out Burger thì nó sẽ hơn 1 điểm đó các bạn. Cũng không nhiều, chỉ là 1 điểm thôi. Nhưng mà các bạn cũng biết rồi, giá cả của In-N-Out Burger thì nó rẻ hơn nhiều. Các bạn biết không, mình đã ăn qua của cái tiệm Gordon Ramsay Burger. Thì nếu như mình so sánh với cái Gordon Ramsay Burger, and cái burger ở đây cũng là của Gordon Ramsay mà nó lại là Hell Kitchen, thì mình thích cái Gordon Ramsay Burger hơn các bạn. Thì mình thấy nó ngon hơn mà nó rẻ hơn. Nếu như các bạn đi Las Vegas mà các bạn có muốn ăn burger của Gordon Ramsay thì các bạn hãy ăn ngay cái tiệm Gordon Ramsay Burger nha các bạn. Cái tiệm này cũng là của Gordon Ramsay nhưng mà nó lại là Kitchen, nó là Hell Kitchen, thì mình thấy nó không bằng. Đây là cái bill của mình mà các bạn, thì ba cái Pepsi là 15 đồng. Ngày hôm nay mình muốn thử cái loại nước trong chai này thôi. Thì khi họ hỏi mình nó là water bottle là cái chai hay là nước của fountain water, thì mình muốn thử cái nước ở trong cái chai thì họ tính mình một chai vậy là 10 đồng đó các bạn. Mà mình thấy nước cũng giống nhau thôi, cho nên khi các bạn tới đây đừng có kêu nước trong cái chai giống như mình mất 20 đồng vô duyên rồi các bạn. Cái xà lách đó là 19 đồng. Một cái burger mà của Hell Kitchen Burger 23 đồng một cái, 46 đồng. Và một cái con mình, một cái burger stand burger 20, một cái hot wing là 17. Thì tổng cộng ngày hôm nay thì thuế luôn là 148 đồng. Thì các bạn nhớ các bạn đi nhà hàng Mỹ, người ta ask các bạn là fountain water hay là bottle water, thì các bạn lấy fountain thôi, bởi vì cái đó nó free. Nhưng mà nếu các bạn lấy cái bottle thì họ tính rất là mắc, một chai vậy là 10 đồng đó. Mà 10 đồng cho một chai nước vậy mình thấy nó quá vô duyên đó các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã xem cái video này của gia đình mình ha. Và cuối cùng, nếu như các bạn muốn ăn Gordon Ramsay Burger thì các bạn hãy đến thẳng cái tiệm Gordon Ramsay Burger.